Tu Bồ Đề, ông chớ gọi Như Lai khởi nghĩ thế này, ta sẽ có thuyết pháp, hay là ta sẽ thực có thuyết pháp, chớ khởi cái ý nghĩ đó. Vì cái sao? Nếu nói, nếu người nói Như Lai có pháp thực nói, thật thuyết, tức là phỉ báng Phật, không thể hiểu cái chỗ Phật nói. Này Tu Bồ Đề, nói thuyết pháp đó là không pháp có thể nói, ấy gọi là thuyết pháp. Quý vị nghe coi nó lộn ngược lộn xuôi, không hiểu nổi. Như vậy thì ở đây Phật nói rằng, nếu có ai mà khởi nghĩ thế này, nói rằng Phật có nói pháp, thì chớ nên nghĩ như vậy. Tại sao? Nếu người nói Như Lai có pháp để nói, đó là phỉ báng Phật, người không thể hiểu cái Phật, cái chỗ Phật nói. Nghĩa là Ngài nói pháp đó là không pháp có thể nói, nói pháp đó là không có pháp có thể nói. Tại sao? Bởi vì nếu nói pháp là nói những cái tướng, những cái hình ảnh, những cái ngôn ngữ sinh diệt theo thế gian thì nó có. Còn ở đây Ngài nói để phá tất cả cái chấp lầm lẫn của thế gian. Mà phá tất cả cái chấp lầm lẫn của thế gian thì có cái gì để nói? Có gì để nói không? Nói pháp mà không có pháp để nói. Vì sao? Vì tất cả cái pháp để nói mà thế gian cho là pháp thiệt đó đều là tướng hư ảo. Mà là cái hư ảo cho nên họ có nói, nói thế này, nói thế nọ, thế kia. Còn Phật vì phá cái chấp hư ảo đó nên Phật nói pháp, để đi tới chỗ không có gì nói hết. Phải không? Phá hết chấp rồi còn gì nói. Thí dụ mình chấp người có nam có nữ, chấp cảnh có đẹp có xấu, thì có nam có nữ, có đẹp có xấu vân vân, thì đó là có pháp để nói. Còn này nam nữ không thiệt, đẹp xấu không thiệt vân vân, nói một hồi không còn gì để nói hết. Như vậy Phật có nói pháp không? Bây giờ tôi nói thí dụ thế gian một chút. Thí dụ như ở trong cái rạp hát hay là ở trong cái lớp học mà có một sự việc gì xảy ra, chúng xôn xao ồn, cái người lớn nạt trăm tiếng, im, cái dưới im, thì cái lời bảo im đó là có nói hay không nói? Đâu có nói cái gì, chỉ một tiếng im là tự im, không có pháp để nói. Vì người ta đương ồn thì biểu im, im rồi người ta im thôi, chứ có pháp gì đâu. Mình bây giờ chấp đủ thứ, pháp này, pháp nọ, pháp kia, rồi mình dính mắc, rồi khổ đau. Phật nói các đó là giả, 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 đừng dính mắc. Mình biết nó giả rồi, thôi mình hết dính mắc, Phật có nói gì đâu. Có gì không? Đó, thì thấy như là nói lạ, mà sự thực nó là như vậy. Bởi vì chúng ta vướng mắc pháp này, vướng mắc pháp nọ, cả ngày buồn thương giận ghét đó, tại pháp chứ gì. Người này nói câu đó nghe bộ có cảm tình, người kia nói câu kia cả bộ mất cảm tình quá, rồi cứ ngồi lại nhớ anh này nói vậy, anh kia nói anh kia, cứ nhớ hoài, rồi phiền não. Như vậy tại cái pháp đó mà mình khổ. Giờ Phật biểu cái đó là giả, cái đó là giả, bỏ bỏ. Bây giờ bỏ hết cái Phật còn gì để nói không? Phật có nói thêm một pháp gì không? Không có pháp gì để nói hết. Cũng như, như tôi nói cái im cái thì không có pháp gì hết. Nhưng mà biết cái đó, bỏ cái rồi thôi. Thì đúng, nói pháp mà không có pháp gì để nói. Cái đó là cái đặc biệt. Hiểu vậy thì mới thấy rằng Đức Phật, Ngài dạy chúng ta
nó đi tới chỗ tột cùng, ngã không có mà pháp cũng chẳng thiệt. Khi ấy Huệ Mạng Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, giả sử có chúng sanh ở đời vị lai nghe nói cái pháp này, sanh lòng tin chăng? Phật bảo: Tu Bồ Đề, những chúng sanh kia không phải là chúng sanh. Vì cớ sao? Này Tu Bồ Đề, chúng sanh ấy, Như Lai nói không phải chúng sanh ấy gọi là chúng sanh. Như vậy thì trên nói pháp, dưới này nói chúng sinh. Ngài Tu Bồ Đề hỏi: cái pháp của Phật nói như vậy đó, chúng sanh đời sau có thể tin được không? Tin được không? Như giờ chúng ta thuộc về chúng sanh đời nào? Đời sau Sa Lơ Sa Lắc, thấy không? Như giờ chúng ta tin nổi không? Tin được khá rồi đó. Tin. Như vậy mà nói rằng chúng sanh mà tin được thì đó không phải là chúng sanh. Tại sao? Ở đây nói rằng Phật nói Tu Bồ Đề kia chẳng phải là chúng sanh. Nhưng chúng sanh mà tin được là không phải chúng sanh. Tại sao? Tu Bồ Đề, chúng sanh đó, Như Lai nói không phải chúng sanh ấy gọi là chúng sanh. Không phải chúng sanh mà sao lại gọi là chúng sanh? Như bây giờ tất cả chúng ta là chúng sanh phải không? Chấp nhận chưa? Bây giờ ai nói mình không phải là chúng sanh, mình chịu không? Nếu nói mình không phải chúng sanh thì mình liền bẻ lại: vậy chứ tôi cái gì đây? Đó. Thực ra những câu nói này Phật đánh thức chúng ta hết sức là mạnh. Tại chúng sinh là mê lầm. Mà nếu người tin được pháp Phật nói thế này thì đâu còn mê lầm nữa. Mà không mê lầm thì làm sao gọi là chúng sanh được? Phải không? Nên nói chúng sanh đó không phải là chúng sanh, nhưng mà cũng tạm gọi là chúng sanh thôi, chứ thiệt là không phải là chúng sanh. Bởi vì chúng sanh là mê lầm. Bây giờ Phật nói cái pháp này phá hết cái mê lầm. Thấy người không thiệt, thấy pháp không thiệt thì còn gì mê lầm nữa. Mà hết mê lầm rồi làm sao gọi là chúng sanh? Nhưng mà họ đã tiêu giảm được cái mê lầm, nhưng còn đang là phàm tục thì phải gọi là chúng sanh, thấy không? Chứ nếu thành Phật trọn vẹn hết gọi chúng sanh rồi, nhưng mà vẫn còn phàm tục. Dù họ có tiêu giảm được cái mê lầm nhưng vẫn còn ở trong phàm tục, cho nên cũng gọi là chúng sanh. Như vậy đó, ở trước nói pháp, ở đây nói là chúng sanh. Bây giờ quý vị thừa nhận mình là chúng sanh không? Đó là Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, Phật được vô thượng chánh đẳng chánh giác chăng hay là không được? Phật bảo: đúng thế. Này Tu Bồ Đề, ta đối với vô thượng chánh đẳng chánh giác cho đến không có một chút pháp có thể được, ấy gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Không có một chút pháp để được, gọi đó là được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy thì sao? Thường thường Phật giác ngộ rồi thì nói Ngài chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Mà bây giờ hỏi Ngài có được không? Thì Ngài nói rằng Ngài không được một chút nữa. Mà bởi không được một chút cho nên gọi Ngài được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy ở trước phá cái pháp thế gian, phá cái ngã của thế gian, ở đây phá luôn cả cái pháp gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bởi vì chúng ta tu nói gần nhất, người nào tu cũng mong thành Phật, phải không? Mong thành Phật. Mà mong thành Phật thì bây giờ phải làm sao để thành Phật đấy? Làm sao? Mình phải có thân đủ 32 tướng tốt mới thành Phật, phải không?
Nó cũng không phải. Như vậy thì mong thành Phật là thành cái gì? Mà muốn thành Phật là một sự ước vọng. Ước vọng được thành Phật. Như vậy Phật là cái gì để mình thành? Quý vị kiểm lại coi, Phật là cái gì để mình thành? Khi muốn thành Phật thì có mấy cái kỳ thi không? Rồi có cấp bằng không? Mấy cái đó không có. Không có thi cử, không có bằng hết. Vậy làm sao mà thành đây? Mà giờ muốn thành Phật phải làm sao? Phải chạy lên non, lên núi đâu đâu mà tìm để được thành Phật. Như vậy thì cái mơ ước thành Phật, quý vị nghĩ mơ ước làm sao? Làm sao để thành Phật? Đó là cái bệnh của chúng sinh. Khi phát tâm tu mong được thành Phật, như vậy thì ngỡ rằng cái quả Phật ở đâu trên trời trên mây gì để sẵn thế đó. Mình tu rồi mình có cái gì phương tiện mình lên đến đó cái mình nhận được cái quả đó, phải không? Nhưng mà sự thật không phải vậy. Phật là giác, mà muốn giác thì bỏ cái mê giác chứ, muốn thành Phật là thành cái gì? Hết, không còn một tí mê nào nữa thì lúc đó là sao? Đó là Phật rồi. Như vậy thì có ước mơ không? Như vậy thì hiện giờ chúng ta tu phải làm sao để được thành Phật? Thì bỏ hết cái mê. Mà cái mê đó ai tập cho mình ha? Ông thầy nào dạy mình mê? Ha, con quỷ sứ nào dạy mình mê? Ai dạy mình mê đây? Đó. Tại vì mình đã nhiều lần sinh tử rồi, quen quân tập cái thói mê đó. Bởi quân tập thói mê cho nên bây giờ mở mắt ra làm người cái thì nó mê theo cái thói cũ. Cho nên bây giờ mình tu để gạn bỏ cái mê lầm đó của mình. Khi cái mê lầm nó hết rồi á thì tự nó thành Phật, chứ không ước mong không gì hết trơn á. Thì ước mong thành Phật là chỉ ra công. Cũng như cái gương nó dơ quá, mấy chục năm không có lau chùi, nó đóng đủ thứ. Bây giờ muốn cái gương sáng không có trông đợi gì hết, chỉ ráng chùi, phải không? Chùi chừng nào hết những cái bợn đó thì nó sáng. Cái chuyện đó nó có sẵn, không phải là chuyện tìm kiếm ở đâu. Mà chúng ta tu cứ ước mơ thành Phật. Bởi vậy nên sau này tạm phải đòi về cực lạc cho có chỗ ước mơ, hay không? Về bản có cây cối bằng vàng và ngọc đủ thứ hết để đủ cái nguyện vọng ước mơ của mình. Đó là một phương tiện. Chứ sự thật cái tu của mình là từ chuyển cái mê thành cái giác. Mê là cái lầm lẫn từ thuở nào đến giờ. Chúng ta đã lầm lẫn quen như vậy rồi. Bây giờ muốn thức tỉnh, muốn được giác ngộ thì chúng ta phải mạnh dạn gạt bỏ cái mê lầm, nhìn đúng với cái trí tuệ giác ngộ. Thì như vậy chúng ta giác cái gì đó. Như vậy thì cái giác nó không phải tìm, không phải cầu, không phải xin với ai hết trơn á. Nhưng bây giờ lên bàn Phật thì cầu Phật gia hộ cho con thế này thế nọ, cầu Phật ban cho con cái này cái kia, cứ xin Phật. Cái lối đó là cái phương tiện quanh co, phải không? Nói thẳng là sợ nó không nhìn. Thôi nó thôi ráng nguyện tụng kinh cầu nguyện là Phật gia hộ cho để an ủi vậy đó. Nếu Phật làm sao cho mình cái mê cái giác được, phải không? Cái mê cái giác là cái của mình, biết chuyển biết sửa thì mình hết, chứ Phật không có cho được. Có khi nào mình nguyện Phật gia hộ cho mình bớt nóng giận, mình tụng kinh cầu nguyện vậy hoài, rồi khi nào mình vừa nổi giận cái Phật lấy tay đè xuống giùm mình không? Có không? Mình giận Phật đè giùm lên để trở cho mình hết giận. Mà có khi nào thấy được vậy không? Mà không thấy thì Phật có chen vào cái trách nhiệm của mình đâu. Như vậy thì chỉ khi nào nghe người ta nói một câu trái ý vừa giận thì nó thân không thiệt mà lời nói thiệt đâu, phải không? Thì lấy cái giác mà trị cái mê.
tự mình sửa lấy, chứ Phật có chen vào đó chỗ nào đó. Nhưng mà tại người ta quê quá, vụng về quá, rồi buộc lòng phải nói cho có hình tướng, để cho người ta ham chút, ráng đi tụng kinh nhiều, lễ Phật nhiều, Phật gia hộ cho, rồi bớt nghiệp chướng, bớt này bớt cái nọ, chứ Phật làm sao bớt cho mình được. Quý vị xét kỹ, phải vậy không? Nếu bớt được thì Phật không có tuyên bố ta là cái người chỉ đường. Mà đã là người chỉ đường thì không có thêm bớt gì hết. Chỉ có cái hay, cái đặc biệt là chỉ biết đường chúng ta đi, rồi phải đi. Chứ Phật không có khuân chúng ta bỏ lên chỗ này tới chỗ kia gì hết. Như vậy thì trên đường tu là chúng ta phải tự tiến, tự tu. Mà tự tu tức là tự sửa cái xấu, cái hư, cái dở, mình phải chuyển, phải sửa cho nó hết xấu hư dở. Đó là mình tu. Mình tu là việc của mình. Chứ giả sử một vị thầy thương học trò đáo để đi nữa, mà thấy học trò hư dở, biểu bỏ nó không bỏ, thì ông thầy biết làm sao? Nếu biểu bỏ mà nó không chịu bỏ, ông lại lôi ra đánh, phải không? Mà lôi ra đánh mà nó không bỏ cũng không làm sao được. Thành ra cái trọng tâm của người học trò là hiểu cái hư dở của mình rồi chừa bỏ. Đó là cái trách nhiệm của người học trò. Mà trách nhiệm của người thầy là chỉ giải thích cho nó biết cái hư chỗ nào, cái dở chỗ nào, hư dở như vậy có tai họa gì, để cho nó biết rồi nó chừa bỏ. Thì đó là cái trách nhiệm của ông thầy. Còn cái người trò hiểu rồi thì tự sửa. Chứ còn dầu cho ông thầy nhiệt tâm thế mấy đi nữa, mà cứ đánh đập hoài chưa chắc mà hết được cái xấu cái dở của nó. Cho nên chúng ta hiểu được cái giáo lý Phật rồi mới thấy cái hay của Đức Phật dạy. Nhưng thực ra Phật không làm gì cho mình hết, mà cái pháp của Phật không có một tí xíu gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác, phải không? Không có một cái tí xíu nữa. Tại sao? Tất cả cái giác ngộ là từ nơi mình. Mình mê trọn vẹn thì giống như cái gương mà nó lấp cả ngàn lớp bụi. Rồi mình ráng mình chùi, nó trống được một tí, lần lần nó trống sạch hết bụi thì cái gương nó sáng tròn. Cái đó là việc của mình, chứ không phải có một cái thiệt ở ngoài đem đến. Như vậy mình chùi cái gương thật sáng thì cái sáng nó từ đâu lại? Thì tự gương sẵn nó có rồi, chùi hết cái lớp che đậy thì nó sáng thôi. Mình tu cũng vậy. Nó rằng hoàn toàn giác ngộ là sao? Là hồi xưa bị mê trọn vẹn, phải không? Trọn vẹn 100%. Thì giờ mình ráng mình bỏ, mình sửa, mình chuyển hết tất cả những cái mê đó, thì đó là hoàn toàn giác. Thì cái giác đó có gì thêm cho mình không? Ở đâu đem lại không? Nó không phải là cái cấp bằng ở đâu trên bề trên cho đâu, phải không? Mà chính là cái của mình. Từ cái mê tâm tối, giờ mình phá dẹp cái mê đó nó hết thì cái giác nó tròn, nó đầy. Cho nên Phật không có cái pháp mà được gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Giờ hiểu cái đó chưa? Chứ nói Phật có một cái đó, mình tưởng là mình tu tới đó cái có ông Phật mà vô thủy đó, ông đóng dấu cho mình có một cái bản là đây là người này vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nó không có. Chỉ mình giác trọn vẹn là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Mà cái đó là cái sẵn của mình, đâu có cái pháp ở ngoài. Cho nên không có một tí xíu nào là cái pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy khó hiểu và dễ hiểu? Bởi vì học đây là học cay lắm. Nghe thì chữ rất là dễ, nhưng mà cái lý ở đây nó không có khó, nhưng mà nó là cái lý thật. Chúng ta quen bị gạt rồi. Tôi nói ở thế gian đấy, như mấy đứa trẻ con muốn cho nó cố gắng nó học thì bắt nó thi, phải không? Nó thi đậu rồi được thưởng này kia, nó cố gắng nó học. Chứ còn sự thật là muốn cho nó cố gắng nó học
Mà nếu không có thi thì nó lười, nó không học. Thì bắt buộc phải có thi, thi rồi phải có bằng cấp, rồi được lên lớp, rồi từ từ nó ham, nó theo cái đó cái học giỏi. Nhưng bây giờ đặt câu hỏi, ví dụ người đó học được cử nhân hay được tiến sĩ, thì cái cử nhân tiến sĩ ở trong đầu ổng, họ đã có ngăn từng lớp không? Cái khoảng này là cử nhân, khoảng này là tiến sĩ, có ngăn vậy không? Nó không có. Người chỉ học nhiều lên đó thì đặt cho một cái địa vị vậy thôi, cái chức tước một địa vị, chứ nó không có một cái bậc, một cái gì thiệt hết đó. Nhưng mà phương tiện thúc đẩy cho người ta học, mình cũng vậy. Khi tu những cái trình độ thấp thì Phật phải nói tu từ bậc từ bậc. Như là tu thiền thì sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi cho tới qua chứng các quả thì tu đà hoàng, tứ đà hàm, a na hàm, a la hán. Còn tu về đại thừa thì có thập trụ, thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, bậc bậc như vậy. Đó là cái phương tiện. Còn cái thật nó không có cái bậc. Cũng như tôi nói hồi nãy, một tấm gương to mà bị người ta sơn cả chục cả trăm lớp ở trong. Bây giờ mình biết cái gương đó, cái bản chất nó là sáng, và muốn nó sáng thì chỉ có một việc là khéo chùi, phải không? Chùi bằng cách này, bằng cách nọ. Rồi khi mình chùi thiệt sạch rồi, nó sáng rực ra. Còn nếu mình chùi được một phần, thấy sáng được một phần, thì nó bữa nay sáng được mấy mươi phần trăm, rồi mai chùi được mấy mươi phần trăm nữa. Cứ vậy mình nói bực bực, chứ thiệt ra thì chùi rồi thì cũng là cái gương sáng đó thôi. Nó có cấp bậc nào đó. Nhưng mà trong cái thời gian chùi thì nó chưa có sạch trọn, thì nó lé được phần nào thì mình nói sáng được phần đó. Rồi đặt nó bữa nay tôi chùi sáng được 30% rồi. Rồi mai nó được 40% rồi. Thì mình thấy có bực, có bực. Nhưng mà khi chùi sạch hết rồi, tìm cái bực có không? Thì đó, sạch rồi thì chỉ là cái gương sáng, chứ không có bậc nào hết trơn. Đó, cho nên tu mà đến cái chỗ cùng tột thì nó không có thứ bậc. Thứ bậc là phương tiện. Nhớ như vậy đó. Khi nào nói tu có chứng cái này kia là nói phương tiện. Còn chỗ tột cùng thì nó không có thứ bậc. Hiểu vậy thì đọc kinh, đọc sách, nghe người này người kia giảng nói, mình mới biết nó không có cái cố định thứ bậc. Chẳng qua lại nữa, này tu Bồ Đề, cái pháp ấy bình đẳng, không có cao thấp, ấy gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác, do không ngã, không nhân, không chúng sanh, không thọ giả, tu tất cả thiện pháp liền được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ở chỗ này quý vị nghe cho thật kỹ. Về cái pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác đó, nó không có cao thấp, hay nói cái khác, nó bình đẳng, không có cao thấp. Bình đẳng không có cao thấp, cho nên nó không gọi là chỗ bình đẳng không cao thấp, gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là cái chỗ chân thật giác ngộ. Tại sao được gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác? Là do không còn chấp ngã, không còn chấp nhân, không còn chấp chúng sanh, không còn chấp thọ giả, tức là thọ mạng, tu tất cả pháp thiện, tức là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy không chấp ngã nhân chúng sanh thọ giả mà làm tất cả điều lành. Chứ không phải không còn chấp rồi không làm gì hết. Quý vị nhớ cái chỗ này, không chấp ngã, không chấp nhân, không chấp chúng sanh, không chấp thọ giả mà làm tất cả điều lành. Đó là pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác. Người giác ngộ viên mãn thì không còn có ngã nhân chúng sanh thọ giả, mà luôn luôn làm lợi ích cho chúng sinh, chứ không có phải không có mấy cái chấp đó rồi ngồi chơi không có làm gì hết. Không phải vậy. Đây Phật nói, này tu Bồ Đề,
nói rằng thiện pháp đó, à, Phật nói làm thiện pháp, bây giờ Phật sợ người ta chấp, Ngài liền nói thiện, nói thiện pháp đó, Như Lai nói tức không phải thiện pháp, ấy gọi là thiện pháp. Mình nói pháp lành người ta nghe nó, à, như vậy thì mình bố thí, mình làm này kia đó, đó là pháp lành, mình được cái đó thiệt đó, nhờ được cái đó mà mình chứng quả vô thượng bồ đề, thì như vậy thấy có một pháp thiệt. Còn thấy một pháp thiệt thì không phải là cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên nói rằng Như Lai nói tức không phải là thiện pháp, ấy gọi là thiện pháp. Như vậy thì làm tất cả cái điều lành mà không thật có điều lành, tuy không thật có điều lành mà hay làm tất cả điều lành. Cái đó là cái khó nghĩ. Bây giờ tôi nói thí dụ thế này, như chúng ta thấy một đứa trẻ mồ côi đi lang thang, đi lang thang không có cha mẹ, nó đói thì chúng ta liền cho nó cơm nó ăn, cho cơm nó ăn rồi cái nó đi, gặp đứa khác cũng lang thang đói, chúng ta cho cơm nó ăn rồi nó đi, làm những việc đó ngày này qua ngày nọ, thì người ta nói mình làm đó là làm gì? Làm những điều lành, phải không? Làm những điều lành. Nhưng mà những điều lành đó mình làm có thiệt điều lành không? Nếu mình thấy mình làm điều lành đó, mình hăng say mình làm, nhờ làm lành nó có phước, thì mình hăng say làm tích cực. Bữa nào mình làm cho nó ăn rồi nó chửi mình, cái lúc đó mình làm nữa không? Bởi vì mình mà kia thì đi than van nói tôi làm ơn mà mắc quán, phải không? Cái rồi từ đó chán nản hết muốn làm. Thì như vậy đó, lành đó nó cũng chưa thiệt lành. Còn mình cứ cho nó ăn rồi nó đi, rồi nó chửi mình, cái gì cái chuyện đó của nó, mình có bổn phận cứ thấy nó đói cho nó ăn đủ rồi. Thấy như vậy thì như mình không có làm lành gì hết, làm lành mà không nghĩ tới cái lành, chỉ thương mà làm vậy thôi. Thì như vậy, giả sử nó có chửi thì mình cũng thương nó, tại nó dốt, nó dại, nó chửi. Chứ còn mình làm lành, mình nghĩ mình làm cái này là tốt nè, là ban ơn cho nó nè, mà nó ngược lại cái mình phản đối liền, có cái phản ứng chống chọi cái hết muốn làm. Cho nên làm tất cả đều lành mà không có, không thấy có một pháp lành. Làm thì cứ làm thôi. Tuy không có một pháp lành mà làm mãi, làm lành mãi, thì đó mới là trong nhà Phật gọi là cái gì, gì bi đó, gì từ đó, vô duyên từ đó. Còn mình từ giờ có duyên không à? Thấy không? Chứ không có cái vô duyên. Nghĩa là muốn giúp ai thì phải nghĩ rằng người đó là cái người đáng thương, bây giờ mình giúp họ cho có phước, phải không? Họ đang khổ mình giúp họ cho có phước, thì giúp họ nhưng nghĩ có phước cho mình thì hữu duyên từ hay vô duyên từ? Từ đó hữu duyên rồi. Chừng nào mình giúp mọi như tôi nói là cứ giúp nó cho nó đói cho nó ăn rồi nó đi đâu làm gì, cái đó quyền của nó, mình không có nghĩ gì về nó nữa hết, thì cái đó mới gọi là vô duyên. Này tu bồ đề, nếu tam thiên đại thiên, trong tam thiên đại thiên thế giới thì có các cái núi chúa tu vi tu di như thế đem gom nhóm bảy báo được bằng những cái núi tu di như thế, có người dùng bố thí, nếu người đem cái kinh Bát Nhã Ba La Mật này cho đến bốn câu kệ vân vân thọ trì đọc tụng vì người khác nói, thì đối với cái phước đức của người trước trăm phần không bằng một phần của người này, cho đến ngàn muôn ức phần, cho đến toán số thí dụ không thể nào mà tính được, cũng không bằng cái phước đức của người này. Như vậy thì quý vị nghĩ sao?
núi Tu Di mà núi Chúa Tu Di đó, chứ không phải núi Tu Di thường. Mà nói núi Tu Di là lớn nhất trên trong cái thế gian này, mà cái núi Chúa Tu Di là còn lớn hơn cái núi Tu Di thường nữa. Rồi bảy báo, Sa Lê, Pha Cừ, Xích Châu, Mã Não gì đủ thứ hết á, dồn lại cao bằng cái núi Tu Di đó, đem ra bố thí. Đem ra bố thí thì cái phước đức của người đem của báo bằng núi Tu Di bố thí không bằng cái phước đức của người thọ trì đọc tụng. Vì người nói kinh Kim Cang Bát Nhã này từ bao nhiêu, từ 4 câu vân vân. Tức là đem kinh Bát Nhã này mà giảng nói hoặc là trọn bộ hoặc là 4 câu thôi mà thọ trì đọc tụng, vì người nói phước đức còn hơn cái người kia, không thể nào tính kịp hết, cho đến toán số cũng không được nữa. Một chẳng bằng một phần, rồi trăm ngàn muôn ức phần, cho tới thí dụ toán số không tính ra. Như vậy thì cái phước đức của người trì 4 câu kinh Kim Cang phước còn hơn vô số lần của báo bằng núi Tu Di. Bây giờ quý vị nghĩ mình bao nhiêu đời sống trên thế gian này gom tụ được của báo bằng một ngọn núi Tu Di chừng bao nhiêu đời. Vậy mà trăm ngàn muôn ức cái núi Tu Di báo đó không bằng thọ trì đọc tụng 4 câu Kim Cang, nghe nó lạ quá đời quá, tin không nổi, phải không? Dễ tin hay không? Đọc 4 câu kinh Kim Cang chừng mấy phút, dễ thật là dễ, còn ở kia nó khó, thật là khó. Bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp mà không có tụ được, đời nào ăn tiêu đời nấy hết trơn, phải không? Chừng nào mà tụ được bằng của báo bằng một ngọn núi Tu Di, thật là cái không bao giờ tưởng tượng, chừng nào mới được. Vậy mà công đức của những người đem núi tu của báo bằng núi Tu Di bố thí cho thiên hạ không bằng công đức của người trì 4 câu kinh Kim Cang. Nghe nó quá là xa vời, phải không? Quá sức tưởng tượng. Nhưng mà sự thật, tất cả phước đức bằng tướng hữu vi là phước đức sinh diệt. Còn trì được 4 câu Kim Cang, biết tất cả pháp như mộng huyễn bào ánh, thì đó là cái phước đức của người giác ngộ. Mà người giác ngộ thì mới sống, mới trở lại được cái chân thật của mình. Còn bao nhiêu phước đức ở bên ngoài bố thí cúng dường rồi nó cứ được phước hưởng, hưởng hết rồi tuột lại, biết đời đời kiếp kiếp nào mà giác ngộ. Cho nên cái phước đức của hình tướng vật chất lớn bao nhiêu không bằng cái phước đức hướng về sự giác ngộ, phải không? Vì giác ngộ là thấy chân lý, biết lẽ thật, mà chân lý lẽ thật không bao giờ tiêu mòn, không bao giờ suy giảm. Mà cái không tiêu mòn, không suy giảm thì cái đó mới là cái chân thật. Còn cái mà dầu được rồi mất, rồi tiêu mòn, thì cái đó không phải là thứ thiệt. Cho nên được một cái thật thì quý bằng trăm muôn ngàn lần cái giả. Đó là cái điều ở đây Phật muốn dạy chúng ta. Cho nên nhiều người họ không biết, họ cứ tụng Kim Cang rồi cái tưởng tượng mình phước đức vô kể, phải không? Mấy người kia làm thiện làm gì không bằng mình hết. Mà tụng kinh Kim Cang, thọ trì đọc tụng, mà chữ thọ trì trước, thọ là nhận, trì là giữ. Mình nhận giữ cái lời Phật nói, các pháp như mộng huyễn bào ảnh, thấy cái gì mình cũng nhớ giữ vậy, đó là thọ trì. Giờ quý vị có thọ trì không? Hay là đọc tụng chỉ đọc cái câu đó lên như câu thần chú vậy thôi, chứ còn không có thọ trì. Mà chúng ta phải nhận được cái lý đó, hiểu được lý đó để sống,
sống theo cái lý đó gọi là thọ trì. Mà sống được như vậy tức là chúng ta đang giác. Mà chúng ta đang giác thì cái giác đó là cái siêu thoát tất cả những cái phước đức ở trong cái hữu lậu sinh diệt. Vì vậy mà nó là cao. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Các ông chớ bảo Như Lai khởi nghĩ thế này, ta sẽ độ chúng sanh. Tu Bồ Đề chớ khởi nghĩ thế ấy, vì cớ sao? Thật không có chúng sanh Như Lai độ. Nếu có chúng sanh Như Lai độ đó, thì Như Lai tức có ngã nhân chúng sanh thọ giả. Tu Bồ Đề, Như Lai nói có ngã nhân, tức có ngã tức là không có ngã, mà phàm phu gọi đó là tức ngã nhân tức là không phải ngã nhân, phàm phu gọi đó là ngã nhân, cho là có ngã. Này Tu Bồ Đề, phàm phu đó Như Lai nói tức không phải phàm phu ấy gọi là phàm phu. Quý vị thấy nghĩa là những cái này khi đọc không nghe nó cũng ngán ngược ngán xuôi, chứ đừng có nói là phải tìm hiểu. Nhưng mà khi chúng ta hiểu rồi mới thấy cái sâu xa, cái cao siêu của Phật pháp. Phật bảo Ngài Tu Bồ Đề rằng ông, các ông chớ có bảo rằng Như Lai tức là Phật có cái nghĩ rằng ta sẽ độ chúng sanh. Phật không có nghĩ độ chúng sanh. Như vậy Phật vô tình với mình quá rồi, phải không? Phật vô tình với mình quá, sao mà 49 năm Ngài đi thuyết pháp, Ngài không có độ chúng sanh mà sao 49 năm đi thuyết pháp làm gì? Mà Phật còn dạy nghĩa là bổn phận chư tăng tỳ kheo là phải đem cái pháp của Phật mà giáo hóa mãi mãi không cho dứt. Thì Ngài không muốn độ chúng sanh sao lại Ngài giải vậy? Nhưng mà đây thực là một cái rất là thâm trầm. Bởi vì chúng sanh không thiệt, không thiệt mà Phật nói Phật làm cái gì không thiệt sao? Phải không? Nói Phật làm gì không thiệt đó là khi Phật rồi. Không có độ chúng sanh. Ông chớ cứ nghĩ gì cơ sao nè. Thật không có chúng sanh Như Lai độ. Nếu Phật còn thấy Ngài thật là người độ, chúng sanh thật là người được độ, thì như vậy có ngã, có nhân rồi. Phải không? Mà còn có ngã, có nhân thì đâu gọi là giác ngộ viên mãn. Vì vậy mà Ngài nói, nếu có chúng sanh Như Lai độ đó, Như Lai tức có ngã nhân chúng sanh thọ giả. Đó. Nếu mà có cái người để Như Lai độ, thì Như Lai còn có ngã nhân rồi. Ta hay độ người bị độ, thì có ngã, có nhân, có chúng sanh thọ giả, thì Phật còn đương mê. Phải không? Thấy có người để độ thì Phật đam mê chứ không phải Phật giác ngộ. Vậy mà bây giờ hay nói mình làm này, mình làm kia, rồi kể công cái ơn với thiên hạ. Như vậy thì sao? Làm tất cả mà không có ta là kẻ hay làm, kia là người được chúng ta độ. Làm tất cả mà không có ngã nhân chúng sanh thì cái đó là tròn bổn phận của người giác ngộ. Còn nếu còn có ngã nhân chúng sanh thì chưa phải là người giác ngộ. Tu Bồ Đề, Như Lai nói có ngã đó tức không có ngã, mà phàm phu gọi đó là có ngã. Phải không? Ngã mà vết mắt Phật là không có phải ngã, nhưng mà phàm phu, người phàm phu nói là có ngã, người phàm phu cho là có ngã. Tu Bồ Đề, phàm phu đó Như Lai nói tức không phải phàm phu ấy gọi là phàm phu. Nghe đi lặp lại lối nghịch lý này khó hiểu quá, phải không? Phàm phu đó Như Lai nói không phải phàm phu ấy gọi là phàm phu. Như vậy thì tất cả chúng ta nếu thấy mình là cái người phàm phu
Nhưng mà với con mắt Phật thì Phật nó không phải phàm phu. Tại sao? À, phàm phu cũng làm cái giả danh đối với cái người giác ngộ, phải không? Giác thì gọi là Phật, mê gọi là phàm phu. Như vậy thấy Phật thiệt, thấy phàm phu thiệt, đó là trong cõi mê. Còn thấy Phật giác, vì cái giác là đối cái mê, như vậy thì cái giác không thiệt thì cái mê cũng không thiệt. Vì vậy mà phàm phu cũng không phải phàm phu. Mà không phải phàm phu nhưng mà phải nói nó là phàm phu, vì còn đương ở trong dĩ mê thì tạm gọi là phàm phu. Như vậy thì chúng ta thấy câu nói này nó mang hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là vì đối đãi cái giác với cái mê, giác là Phật, mê là phàm phu. Như vậy chúng ta đang mê nên gọi là phàm phu. Chứ sự thực nếu chúng ta hết mê thì hết phàm phu. Như vậy thì cái mê đó nếu cố định nó thiệt thì chắc phàm phu là phàm phu chứ, phải không? Mà nó không cố định thiệt cho nên phàm phu mà không phải phàm phu. Vì mai mốt nó giác nữa hết phàm phu rồi, phải không? Ngày nay nó còn mê thì gọi phàm phu, mai mốt nó giác nữa hết phàm phu. Thì cái câu này là một khích lệ cho chúng ta ngày nay tạm gọi là phàm phu, chứ còn mai kia giác ngộ cái hết phàm phu. Nên phàm phu mà không phải phàm phu. Như vậy thì cái nói đó là cái nói thứ nhất là để xác định giác là Phật, mê là phàm phu, mà hai cái đó đối đãi thì phàm phu không thiệt. Còn cái thứ hai nữa, còn mê thì gọi là phàm phu, mai kia giác thì hết phàm phu. Cho nên chúng ta đang ở cái vị trí phàm phu, nhưng mai kia chúng ta hết phàm phu. Bây giờ tới cái đoạn này.